chào mọi người nha. Yo. Yo bạn ơi. Chạy đi con đừng có chọt đó. Chiều. Bò đắng chưa hả? Chiều nhập này là những cua nhỏ ra nè, xé ra nè. Này là cha mình đang giá gặp lên các bạn. Cua kẹp lủng lỗ rồi. Đây chính là con cua này. Có dục đâu. Một con cua các bạn. Đi. Cua còn mềm mềm không? Sắp tới gặp rồi các bạn ơi. Đây gặp thiết mặt rồi các bạn. Gặp mà cua bắt không được hết trơn. Cuối cùng cũng bắt được con rồi.
Con luôn. Cô yếm dù, cô yếm dù. Nó lì đòn quá các bạn ơi. Thả cũng đi. A few moments later. Đi gặp nữa các bạn ơi. Đang ngậm con cá đấy. Mơ dở gặp qua này. Để gặp cái kia. Ngáp chạy nước mắt luôn các bạn. Hai con. Mua tí hoa không? Này thả hết rồi các bạn. Mơ mơ. Mười mốt nó lớn rồi, cha mình sẽ bắt lại sao các bạn.
cái da đạp. Khác chứ bạn. Đang kỳ lắm rồi đó. Tới gặp nữa rồi các bạn ơi. Mau kêu quên sao các bạn thấy được. Tới nè. Gặp trước mặt rồi các bạn. Mẹ mình quên, mẹ mình mới tới đây luôn các bạn ơi. Gặp đúng gặp luôn. Buồn ngủ chảy nước. Quá ghê. Quá ghê. Quá ghê. Con này còn bự nữa các bạn. Còn có 800 gram. Coi nó bự. Nó đang ngày dưới giò. Quá trời bự các bạn ơi. Cua bự này bán giá nhiêu cha? 200 ngàn. Cái này cua nó rẻ chứ thường khi là 300 mà. 300 mấy luôn á. Kết là 300 mấy luôn. Cái này rẻ. Cua quá trời bự luôn. Bye.